Cháy rừng dữ dội ở bang California, bờ Tây nước Mỹ đã khiến cho ít nhất 17 người chết và nhiều người bị thương. Số thương vong dự kiến còn tăng lên khi lửa tiếp tục lan nhanh. Số liệu do Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp California cung cấp, tính đến hết ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ, đã có 17 người chết trong trận cháy rừng bùng phát hôm 9 tháng 10 ở California, Mỹ. Hơn 3.000 người đã được đưa đến lều trú tạm. 17 điểm cháy rừng ở khắp bang đã thiêu rụi ít nhất 46.500 hectare đất đai ở California. Ít nhất 2.000 công trình đã bị phá hủy. Trên đường về nhà thì tôi thấy có khói. Tôi và gia đình đã dọn đồ đi ngay lập tức. Chỉ khoảng 15 phút sau, lửa đã cháy rụi khu nhà tôi. Hai căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi phải lập tức ngưng dọn đồ và đi ngay tức khắc. Những năm gần đây, cháy rừng xảy ra thường xuyên ở California. Nhiều người dân địa phương đã tính chuyện bán nhà và rời đi. Hiện tại, đa số các điểm cháy đã được dập tắt, nhưng vẫn còn vài điểm ở phía bắc bang California vẫn chưa dứt lửa. Cứu hỏa hy vọng dự báo gió yếu trong ngày thứ ba giờ địa phương sẽ giúp cho đội cứu hỏa dễ dập lửa hơn.